Hello, xin chào tất cả các bạn. Cuối cùng sau bao nhiêu thủ tục và khó khăn thì mình cũng đã có mặt tại Hàn Quốc và bắt đầu cuộc sống 2 năm tại đây. Thì do là lúc này là đang là dịch Covid nên là mình phải cách ly 2 tuần tại nơi này. Và để đây là một chiếc video nhỏ để báo bình an cho tất cả mọi người. Thì sau đây thì mời mọi người cùng tham quan cái khu cách ly của mình nha. Nó khá là xịn sò nên mình cũng muốn quay một chút để chia sẻ với tất cả mọi người. Rồi vừa rồi thì là cái khu sinh hoạt chung. Đây là cái khu sinh hoạt chung. Thì một cái phòng lớn như vậy nó sẽ có 8 phòng nhỏ và mỗi người sẽ ở chung một phòng riêng. Đó, thì đây là khu phơi đồ. Là khu để phơi đồ. Ok, rồi bây giờ hãy cùng đi đến phòng của mình nha. Thời tiết bây giờ là âm 7 độ ở ngoài, nhưng mà trong phòng thì rất là ấm ha. Nên các bạn có thể thấy ở đầu video là mình mặc đồ khá là thoải mái. Rồi đây là phòng. Phòng thì được trang bị cho hai người ở, nhưng mà do cách ly thì chỉ có một mình ở thôi. Nhìn quan thì, tổng quan thì dịch vụ ở đây rất là tốt. Và phòng thì như các bạn thấy, phòng rất là sạch sẽ, không có một tí bụi bẩn nào cả khi mà mình bước chân vào. Rồi các bạn có thể nhìn xung quanh thì mình được trang bị các nước uống nè, rồi một số các vật dụng cần thiết trong khi mà cách ly. Rồi cùng xem coi là có những vật dụng nào. Đầu tiên là bao bịch ni lông để có thể đựng rác nè. Rồi một cái tờ giấy để hướng dẫn trong quá trình cách ly đó. Sau đó thì là một số vật dụng như là khăn giấy ướt, xà phòng. Rồi một cái miếng cồn để có thể khử khuẩn những cái vật dụng của mình. Cho khá là nhiều những cái miếng này. Và chai nước rửa tay, một chai nhỏ và một chai lớn ha. Rồi ngoài ra thì đây khăn giấy ướt, lại là khăn giấy ướt có in logo của trường. Rồi khẩu trang không thể thiếu. Và một cái cây nhiệt kế để đo nhiệt độ. Tại vì mình phải trong một ngày thì mình phải báo nhiệt độ 2 lần trên một cái app. Người ta sẽ cho mình như vậy để mình tự đo nhiệt độ. Đây là cái tấm trải ga giường mình đã đặt mua từ trước khi qua bên đây. Không khí ở ngoài đang rất là lạnh. Như các bạn đã thấy là tuyết rơi trắng đường. Đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy tuyết nên khá là hào hứng và thích thú. Tuy nhiên thì nó rất là lạnh nên chỉ có thể nhìn từ xa thôi. Rồi, video của mình xin được kết thúc tại đây. Chào tạm biệt tất cả mọi người.